có những người người ta buồn khổ quá trong cuộc đời này, thất tình đồ, bị mất mát cái gì, rồi tự nhiên cái người ta muốn tự tử. Vậy nghĩ đến cái chuyện tự tử là con người này cuồng chí, cuồng chí. Còn sống mới còn cơ hội, chết rồi không có cơ hội. Có nhiều người ta nghĩ sai lầm, ta nghĩ gì nè, tự tử giải thoát. Bài không có giải thoát đâu, nó không được giải thoát, mà nó còn khổ gấp 100.000 lần lúc còn sống này nữa. Mình đang đến cái cõi đời này, Phật nói là đòi nợ hoặc trả nợ, thuận duyên hoặc nghịch duyên. Bây giờ nó không thuận thì nó nghịch. Thuận là mình đã gieo nhân thuận, bây giờ mình thuận. Còn nghịch là mình gieo nhân nghịch, bây giờ mình phải chịu nghịch cảnh, nghịch duyên. Mà mình đã gieo cái nhân là thiếu cái nợ, nghịch cảnh, nghịch duyên. Mà bây giờ mình gặp chuyện nghịch cảnh, nghịch duyên mà mình đi trốn tránh, trốn nợ. Trốn nợ có trả nợ không? Trả. Trốn nợ cũng phải trả nợ. Thà đời này mình gặp Phật Pháp, mình có cơ hội thôi, mình trả nợ một đời này đi, để mình niệm Phật mình sanh cực lạc. Còn nếu như mà mình trốn nợ thì đời đời kiếp kiếp mình phải trả nợ. Mà có khi mình trả nợ trong cái hoàn cảnh không nghe được Phật Pháp, thì cái trả nợ này nó mới là mù quáng trả nợ, hận thù trả nợ, đời đời kiếp kiếp phải khổ đau trả nợ. Còn đời này là mình nghe đạo, nó cởi mở tâm tư để trả nợ, thì mình cơ hội nè. Thì dù mình có gặp nghịch cảnh, nghịch duyên gì đi chăng nữa trong cuộc đời này, thì mình phải sống, phải niệm Phật, phải nghe Pháp, để cởi mở tâm tư để mà vui trả nợ. Những cái điều này đúng là nó quan trọng ghê, quá quan trọng. Thí dụ như mình đi vô chùa mình tu, mà thượng duyên mình cũng phải tu, mà nghịch cảnh mình cũng phải tu. Thượng duyên thì mình đừng dính mắc, mình phải tu để cầu giải thoát. Nên nghe Pháp là giải tỏa nội tâm khổ đau, niệm Phật là hướng đến chỗ giải thoát. Thấy không? Nó đặc biệt ghê. Vì thấy nghe kiểu này vì để ý nghe. Quý vị mà nghe cái này rồi nghe, bây giờ Phật tử khắp nơi đang coi trực tiếp nè, nghe chỗ này để ý nghe. Cái bài giảng này nó quan trọng dữ lắm. Nó rất là quan trọng để nó áp dụng trong cái cuộc đời quý vị luôn. Cả đạo đời gì cũng được hết chứ. Người xuất gia hay cư sĩ đều được hết. Xuất gia cũng có nghịch duyên nghịch cảnh, mà cư sĩ cũng có nghịch cảnh nghịch duyên. Ai đã đến cái cuộc đời này đều có nghịch cảnh nghịch duyên, đều có thuận duyên thuận cảnh, có hết. Thuận nghịch đều có hết mà. Nhưng mà nghịch thì nhiều hơn thuận. Thuận kế đó là nghịch, mà nghịch mà vượt qua là thuận. Nên mới nói là thuận không dính mắc, mà nghịch không buồn phiền. Còn người ta khi thuận cảnh thì người ta quá vui, người ta quá cứ là tự hào. Nhưng khi nghịch cảnh thì người ta sẽ giống như là bị rớt trên đỉnh núi cao rớt xuống, chịu nổi. Nên mình phải hiểu cái nguyên lý của trả nợ ở cuộc đời này. Phật đã nói là oan gia thù nghiệp, ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là cái ác nó ở trong cái cõi đời này nhiều. Oan gia thù nghiệp là thường gặp nhau trong cõi đời này, là báo thù rửa hận. Đời đạo gì cũng có báo thù rửa hận, gia đình cũng có báo thù rửa hận ở trong đó đó. Cũng như cha mẹ sanh ra hai đứa con, mà cha mẹ lại nặng lòng với đứa con này vô cùng, mà lại đứa con kia cha mẹ không có nặng nề. Cái đứa nó hư còn hơn cái gì nữa, mà cha mẹ cứ nặng tâm với nó hoài, bận tâm nó hoài không thoát được nó. Nhiều người thấy tức, tức giùm, nhưng mà đâu có biết đâu. Cái đứa con mà mẹ cha nặng tâm này nè, là cái đứa con mà mẹ cha thiếu nợ nhiều hơn. Còn cái đứa con mà mẹ cha nhẹ nhàng, là đứa con mà mẹ cha không có thiếu nợ. Nên từ nơi đó mà trong cái nghịch cảnh đó, đó mà mình nghe Pháp đó, thì nó mới thoát. Mà mình niệm Phật thì là mình hướng đến cái chỗ không còn khổ đau. Nên mình mỗi ngày cần phải nghe Pháp để giải tỏa nội tâm khổ đau. Con người ấy, chết nó còn không có đáng sợ bằng nội tâm nặng nề. Nhớ nè, cái nội tâm nặng nề nó đáng sợ dữ lắm. Quý vị coi con người mà nó buồn chán nặng nề tâm can, nó sống nó còn khổ hơn là thọ mạng đến mình phải chết. Nên mình phải thoát được cái tâm đó. Mà muốn thoát được là phải nghe Pháp. Bây giờ mình sống với ngày tháng mình trả nợ, mà mình nặng nề để trả nợ thì cũng phải trả nợ, mà trả nợ rất nặng nề. Còn mình vui vẻ để trả nợ thì nó vui vẻ trả nợ nó nhẹ hơn. Thí dụ như mình mượn nợ của người ta 100.000,
Mình cầm 100 ngàn mình nói anh chị ơi, em hả mượn anh chị 100 ngàn, bữa nay em làm được tiền 100 ngàn rồi, em gỡ trả lại cho anh chị, em cảm ơn anh chị nghe, A Di Đà Phật, em cảm ơn nghe. Mình trả 100 ngàn, đúng không? Ví dụ á, bây giờ mình thiếu 100 ngàn rồi mà mình có tiền rồi mình không trả, mình trốn trách, đúng không? Hoặc là bắt buộc phải trả, mình cầm tiền lại nè, 100 nè, ăn uống gì ăn đi. Có những người mượn tiền xong trả tiền vô duyên lắm mấy vị ơi, có không? Có, mà trong cuộc đời này có những người kỳ cục lắm, mượn tiền thì vui lắm mà trả tiền thì nặng nề, có không? Có, nói gì cũng có, ngủ nghe không? Đó, nên mấy vị thấy không, đó là cái dạy, dạy khờ quá nên mình không hiểu. Nên trả nợ là phải vui trả, trả nợ là phải vui trả. Có cô kia, bà lấy ông chồng mà bà khổ, mà trời ơi, từ khi mà lấy ông, mà cái ông này ông kỳ cục, ông nghe cái câu mà ông không hiểu, cái câu mà người ta nói, nói truyền miệng ấy. Dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Ông vừa cưới bà, cái đêm động phòng không động quýt. Ừ, không động phòng. Người ta thương vợ người ta, đêm động phòng người ta hung vợ người ta đâu. Còn cha này không hung, chứ quýt bậm mặt bậm mãi. Sáng mai vợ ra mặt bậm nâu, mắt như cục máu, gia đình hết hồn trở là trở. Sao mà vợ chồng mình ngủ đêm sáng mai cái mặt vợ mình như là cái bánh bao chiều kỳ cục. Quý vị biết bánh bao chiều không? Bánh bao chiều là bánh bao ế. Thiêu ế. Đó. Thì ông nói là ba mẹ không nghe, người xưa nói con nghe, dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Ban đầu về quýnh dằn mặt bữa, từ đó vì sao cho nó nghe lời. Thì cha nói mày tào lao, mày dạy là mày nói cho người ta nghe cái đạo lý này kia, chứ ai mà đánh vợ kỳ cục bữa đầu tiên mà đánh gì mà mở hàng đánh vậy đó nghe. Đúng là rõ ràng ban đầu nó làm sao thì về sau nó làm vậy, ghê thiệt chứ. Bà nói là đời bà sống với ổng bị đánh te tu tả tơ, đánh thấy ghê luôn. Bởi vì nghe chỗ này mấy cô mà đi tu đúng là mừng, mừng thì ghê, thấy chưa? Trời ơi đánh quá trời đánh luôn. Ban đầu đánh được vì sao đánh hoài. Bà nói là sống với ổng 40 mấy năm, đánh 40 mấy năm. Nhân Đức nói vậy là ổng có thương bà, đúng không? Vậy thì bà bị đánh mà bà đỡ đẻ. Tại vì ổng đâu có thương đâu mà đẻ, đánh hoài mà thương cái gì. Thì bà nói vậy mà cũng đẻ thầy, gì mà cũng đẻ. Những đứa hỏi gì đẻ mấy đứa, bà nói 8 đứa. Trời trời, 8 đứa. Ghê vậy trời. Vậy đánh nhiều mà sao đẻ. Bà nói nó đánh xong nó thương. Nó trời ơi khùng cái gì sao đánh xong nó thương. Đánh xong xin lỗi là thương, mà thương 1 đứa. Vậy mà cuối cùng đẻ 8 đứa con. Vì mà bà vô chùa bà tu nghe. Bà vô chùa bà tu, bà vô tu xong ổng vô ổng nói mày đi đâu, mày không có thoát khỏi đôi tay tao đâu. Vậy đó mà ổng lôi đi về tiếp tục đánh nữa, mà tuổi mà 70 không tha, thấy chưa? Khi đi những đứa nói với bà một câu thôi, hãy chấp nhận thân phận má hồng. Từ đó tới giờ trả nợ. Chắc bà cũng đánh ổng như bà ổng đánh bà. Giống như câu chuyện thời Đức Phật, người chồng đánh vợ dã man, đánh không tưởng tượng được, đánh kinh lắm. Bà này thấy Đức Phật đi khất thực đi ngang, bà chạy ra bà quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, vì nghiệp duyên gì mà con đến cõi đời đây.
Cùng lứa tuổi như con, người ta được chồng thương yêu lo lắng. Còn con từ khi có chồng tới bây giờ, Đức Thế Tôn ơi, chồng đánh giả mang lắm, đánh te tua tả tơ tàn tạ hết. Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con biết được nghiệp duyên gì mà con chịu quả báo này. Đức Phật nhẹ nhàng, Đức Phật nói: này Tín Nữ, những đời kiếp chồng của Tín Nữ là một con ngựa, còn Tín Nữ là một người đàn ông thường đánh đập con ngựa này trong nhà, đánh dã man lắm. Đời kiếp này tái sinh lại, người đàn ông đó là Tín Nữ bây giờ, con ngựa kia là chồng của Tín Nữ. Bây giờ ông đánh đập lại cả vốn lẳng lờ còn hơn năm xưa mà người đàn ông đó đánh con ngựa. Bây giờ còn một cách giải nghiệp. Từ đó tới bây giờ Tín Nữ bị đánh nhưng trong thâm không phục, không vui trả nợ, nên bị đánh từ đó tới giờ nhiều như vậy mà nợ này chưa trả xong. Bây giờ có cách phải trả cho xong, là cách nào? Tín Nữ dọn hết tất cả cái roi bị đánh, chừa lại một cái roi đánh ngựa giữ lại, thấy không? Bữa nay chồng gì nó sẽ kiếm đồ đánh mà không có cái gì để lấy, nó lấy cái roi đánh ngựa. Xong Tín Nữ quỳ lên cho nó đánh bằng một cái tâm hoan hỷ vui vẻ để cho nó đánh. Đánh xong một phát là trả nợ. Bà này bà nghe lời Phật vậy, xong bà quỳ lên, xong đánh đi, nó kiếm cái roi, lấy cái roi quýnh ngựa nó ra, nó quất 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 quá trời quất. Lúc bình thường đánh bà trốn trốn trốn, mà chạy 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 chạy, bà quay lại bà bởi vì quýnh mà quay lại thằng bà mà ưa bệnh kỳ cục lắm, người ta đánh nhưng mà quay lại cha mày mẹ mày vô duyên đánh tao đá. Có mà, nhiều bà này bị đánh rõ ràng mà, đúng không? Đâu có chịu thua, có bao giờ thật lòng để cho đánh đâu. Tuy là thiếu nợ bị đánh nhưng mà không bao giờ chịu trả nợ, thấy không? Nó cái cô kia, cô gật đầu, nó có cho bà bị đánh. Thấy chưa, rõ ràng mà. Nhiều người điều gì phải có Phật dạy, mà bây giờ không có Phật thì tăng dạy, hiểu không? Thì nói lời của Phật lại, thì mình thường bị đánh là mình cứ quay mặt lại, mình hoặc là mình trốn, mà trốn mà cũng trong lòng này, tôi giết mày, tôi vũ phu, vậy đó, chữ nghe, lâm nhâm chữ nghe, đồ mất dạy, chữ sùm, chữ đó là không có trả nợ đó nghe, không vui trả nợ thì bị đánh hoài. Đánh đời đời kiếp kiếp, đời này đánh, bị đánh xong đời sau bị đánh nữa, hiểu không? Mà Đức Phật dạy là tận gốc, tại vì cái nhân trả ngay cái điểm đó luôn, điểm nào trả ngay điểm đấy, buộc chỗ nào mở chỗ này, thấy không? Thì bắt đầu là bà quỳ lên cầm cái roi đánh ngựa, là cái nhân quả hội tụ lên liền. Khi đánh bà mang tâm, bà nghe lời Phật hoan hỷ hoàn toàn, đánh đi để trả nợ cho xong. Ông chồng kinh ngạc quá, đánh con vợ nó quỳ nó im gu, mang bộ mặt gì nè? Hồi đó mà đánh nó là nó bao giờ mà nó chịu đâu. Mà hôm nay đánh nó mà nó cái mặt tội nghiệp, mà cái mặt như Đức làm cỡ nào cũng không tội nghiệp được. Ông cái mặt tội nghiệp, tóm tắt là tội nghiệp đi, nhìn lên. Nó quất mấy cây xong nó nhìn thấy con người nó động tâm liền quý vị. Khi người ta đánh mình mà mình động tâm. Thí dụ như bây giờ đi, chồng nó đánh mình đi, nó vừa giơ tay lên, mình đừng có né, là cái bóp liền. Đúng rồi, nó chưa dự định đánh đâu, mình nó vừa giơ tay lên mình né, đánh đây né, bóp vô mặt liền. Còn gặp mà mình đàn bà khôn, nó vừa đưa tay lên mình nó mắc cừ muốn chết, còn gì đâu đánh. Nó mắc cừ quá trời mắc cừ, nó sợ quá mà đánh gì. Bây giờ tôi hung dữ gì hung dữ nè, tôi nói thiệt chứ, tôi mà đưa tay tôi dự định tôi đánh ai đó mà người ta làm
sợ quá. Là tôi nghĩ đánh liền. Sao đánh nổi? Nó động cái tâm. Tội nghiệp quá, ta sợ quá mà đánh gì. Thôi nghĩ đánh. Còn gặp mà vừa đưa tay luôn, nè, đánh đây nè, đây nè, búp, đúng không? Rồi xong nè, con bên đây. Ôi nhiều bà bà khôn kinh khủng lắm nghe. Đánh bên rồi bà còn chỉ nữa chứ. Nè, bên đây nè, đánh cái nữa đi. Đánh cái nè, cái đầu tao nè. Nó gọi thêm một cái nữa, ba cái. Còn mình giờ mình khôn rồi. Chồng vừa cự nó chuẩn bị đánh mình rồi. Sợ quá sợ. Nghĩ đánh liền, thấy không? Thì cái bà này khi mà đánh xong thì bắt đầu là sao? Mang gương mặt đó, ông chồng nói, ủa sao mà bữa nay bà ngồi, ngồi ở tôi đánh bà đâu có cái hành động này đâu. Bữa nay sao đánh bà mà bà làm gì? Là gặp Đức Phật. Đức Phật nói đời trước ông là con ngựa. Tao chẳng gì, con ngựa. Tôi đánh ông. Nói bây giờ đời thì tôi làm vợ ông đánh tôi. Nếu bây giờ mà tôi không vui trả thì đánh qua, đánh lỡ, đánh tới, đánh lui, đánh hoài, đánh mãi. Thôi, đợt này tôi chấp nhận cha, hãy đánh đi. Ghê không? Vậy mà cuối cùng ông chồng buông cái gôi đánh ngựa xuống, nói thôi, vậy là Đức Phật dạy rõ ràng rồi. Vậy thì bây giờ nếu tôi đánh bà, tôi mang một cái tâm này, thì thật sự là tôi đòi nợ hoài sao? Cái quả báo này nó quay quằn hoài sao? Thôi được rồi, thôi buông cái gôi xuống, thôi vợ chồng mình sống hạnh phúc, hướng đến đạo pháp tu hành, giải thoát được không? Bà nói mô Phật được. Thấy chưa? Rồi, bây giờ nhiều cặp vợ chồng mà nghe câu chuyện này thì quan gia nên giải đi. Đánh làm chi? Vợ mình mà đánh làm gì? Đúng không? Nó nên người với con người mà đánh nhau có gì hay quý vị? Gia đình sống với nhau mà đâu phải là kẻ thù gì đâu. Đánh nhau làm gì? Thương nhau đi. Bởi vì mình nói mà thương nhau dễ thương, nói chuyện xong cho người một hộp sữa alo. Milo mà nó lộn alo. Hiểu không? Với cái bánh, với hộp sữa Milo. Đúng không? Đó. Mà từ nay hay, ví dụ như quý thầy quý chú xong rồi, quý thầy quý chú mà tặng sữa cho đại chúng hay lắm. Cái hộp sữa quý thầy mà tặng giá trị lắm. Không phải giỡn đâu nghe. Ví dụ như bây giờ chuỗi đi, bình thường đi, bây giờ cái cọng chuỗi bình thường, cái người mà nó không có gì đặc biệt quá tặng mình cọng chuỗi bình thường, có khi cái sự trân quý mình ít hơn. Chuỗi như Đức đang đeo là chuỗi Hòa Thượng, mà cái cọng chuỗi này là ngay cái ngày mà Hòa Thượng truyền giới Nhân Đức luôn, tặng Nhân Đức cọng chuỗi. Nhân Đức giữ hoài, thấy không? Thường đeo giảng pháp, thấy chưa? Đó, bây giờ quý thầy mà tặng hộp sữa, quý cô tặng đưa cục sữa cũng vậy, cũng uống. Quý thầy đưa hộp sữa, cái tâm cung kính mà nhận hộp sữa, sữa nó sẽ có chất đạm cao hơn. Chứ sao? Phải nhớ nghe, cậu nhà khoa học ta thí nghiệm rõ ràng rồi. Nước, thấy không? Nhà khoa học ta thí nghiệm rõ ràng là nước này nè, là cơ thể chúng ta 70% là nước. Mà nước nó nghe, nó thấy, nó biết. Người ta dán một chữ A Di Đà Phật vô nước nè. Này, cái ly này chữ A Di Đà Phật, đúng không? Thì nước này kết tinh tốt, mình uống nước. Thấy chưa? Uống nước. Cái mỹ vị nó vô miệng mình thì nó tốt. Đó, mỹ vị nó vô miệng mình là tốt. Thấy chưa? Thì cái câu A Di Đà Phật mà nó dán, cái danh hiệu A Di Đà Phật gán vô nước thì nước kết tinh tốt. Mà mình uống nước này đó thì cái mỹ vị nó tốt, nó vô cơ thể mình, nước mình trong cơ thể mình nó tốt. Hiểu không? Mà cái tâm cảm ơn, cái tâm A Di Đà Phật vui vẻ này, nước tốt. Vì thì quý thầy mà tặng cho mình một món quà bánh đi, cái tâm cảm ơn cung kính nhận cái món quà, thì món quà đó cái chất dinh dưỡng và mỹ vị cái món quà nó tăng lên chứ làm sao. Nó nên á, quý thầy quý chú xong đi tặng quà bánh cho các cụ đại chúng, cái tình cảm đó nó đặc biệt lắm quý vị, hiểu không? Cái này là 100% luôn á.
Cái giống như mà quà cáp mà cha mẹ cho con vui hơn chứ. Vui hơn là bạn bè chó. Cha mẹ mà nghĩ đến con, lo cho con, thầy mà lo cho bà đệ tử là nó sẽ đặc biệt hơn nhiều. Từ một cái món quà nho nhỏ nó cũng cảm thấy tình cảm chứ chứ. Nên cơ thể con người mình 70% là nước. Thường niệm Phật, thường vui, thường an lạc, thường cười, bệnh đau từ hết. Ung thư này kia rồi, hết. Tại vì sao? Vì vui. Nhớ nghe. Đó. Quay phim mà quay xuống mà nhìn sắc diện ai mà cũng thổ. Đẹp là vì sao? Vì cái tâm trạng nó vui, nó an lạc, nó chứa chan mỹ vị. Thí dụ như lúc quý vị đang ngồi nghe nói chuyện gì nè, mà cái tâm trạng nó phát lên niềm vui, thì tức khắc tế bào quý nó đẹp. Tế bào nó được dưỡng khí đầy đủ. Con người mà cái chút bệnh đau gì một nhóm tế bào, nó sẽ hồi phục qua cái trạng thái vui. Cái trạng thái mình vui là nó hồi phục những cái tế bào bị bệnh kia. Nó mình phải thường vui, chứ đừng có mang bụng mặt mà chết rồi để sống. Bụng mặt chết rồi để sống có ý nghĩa gì chở? Bây giờ mình bây giờ không lẽ mình mang bụng mặt mà lại mình nói đây bụng mặt chết rồi để sống. Thôi đi ra đi ông nội. Bụng mặt chết rồi để sống mà lỡ đây. Hay không? Thí dụ như mình đi xin việc làm đi. Mình vừa bước đến. Chú ơi chú. Coi việc làm gì không chú? Khổ quá chú. Cho em làm đi chú. Mình mang bộ mặt đó mình xin, dù người ta có nhận, người ta cũng chỉ mình mấy công việc ở sau hè. Còn mình mà nhìn mà vui vẻ an lạc, người ta vừa nhận mình, ta chỉ mặt tiền. Không giỡn đâu nghe. Quý vị coi nhà hàng quán ăn mà tiếp tân, người ta đều đưa cái người vui đứng không, chứ không ai mà đưa cái người mà cái mặt là tớ. Khách khứa tao vừa bước vô mà nhìn bộ mặt cái là tao chảy mắt ghét, đúng không? Nên cái người mà đứng mà sắp nhà ăn á phải vui. Cái người mà mình đứng mình sắp nhà ăn là mình phải tươi vui, vì mình là cơ hội được sắp xếp cho người ta. Ai với đạo Phật dạ ngồi ai với đạo dạ ngồi đây, tao thấy tao kết mình tao thích. Chứ gặp mà mình sắp nhà ăn mà mình lỡ này đây 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 ngồi đó đi, mình làm cho người ta bị chấn động tâm, ăn bữa cơm không còn ngon. Vì mình mờ kiểu đó mà tâm trạng người ta nói, trong bụng người ta nói vậy nè, gì đâu mà đưa ai cái mặt gì đâu mà kỳ cục, đưa cái mặt này sắp nhà ăn rồi chậu. Cái tâm người ta lép nhép ta tức á, rồi xong ta ăn cơm hết ngon luôn. Buổi ăn cơm ta đâu còn ngon nữa đâu. Mà mình người ta vừa đến mình, ai với đạo Phật, chú là đây, đây là đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cô là đây. Mới đến cộng tu hả cô? Thấy cô lạ lạ mới đến phải không? Được, ngồi đây đi cô. Ngồi đây nghe. Bữa này ngon lắm nghe. Bữa này bún ngon lắm cô ơi. Mình nói một câu đó có gì đâu, nhưng mà người ta rất là vui vẻ. Sắp ta xong rồi trong lòng người ta, trời gì đâu mà người trong chùa này sao mà chứ người nào cũng dễ thương gì đâu. Cái tâm đó người ta ăn cơm ngon. Chứ mình đừng có mà ê đây, mình giống như mình ra vẻ để cho dễ kêu á, bậy. Ra vẻ người ta ghét, người ta không nghe. Cái tình cảm người ta mới nghe. Chứ mình ra vẻ hung dữ người ta nghe, nhưng mà ta tức lắm. Nó muốn làm ngược lại cái tâm ý của mình, không hiểu chưa? Đây là kinh nghiệm rồi. Mình cũng nghĩ rằng là mình áp đặt người ta, người ta sợ. Không phải đó, bậy quá. Mình thương yêu á, người ta sợ như là mất tình thương á. Mình khi thương người ta rồi người ta vui, mà khi mà người ta làm gì mình buồn người ta sợ dữ lắm. Đụng tới tình thương mới đáng sợ. Còn hận thù không có gì đáng sợ chứ. Người ta sẽ tránh xa người hận thù, người ta sẽ gần gũi người thương yêu. Nên mình làm sao mà người ta thương yêu mình á, thì mình mới là người có phước đức. Cái này là cái quan trọng chúng nhớ nghe. Mỗi một khâu đều dùng tình thương yêu đến với người ta. Đạo Phật là đạo từ bi mà. Hiểu không? Muốn quá giải quán thù, muốn giúp đỡ người ta phải từ cái tâm từ bi mà ra. Từ cái tâm từ bi mà ra. Mình bây giờ không phải của cải của mình, mà mình đem mình cho người ta ăn, mình giúp cho người ta ăn, đó là cơ hội cho mình. Thì mình nên cảm ơn chúng sanh cúng dường mà mình có cơ hội được cho, được lo cho người ta dùng. Đời mình có thể tu phước tu duyên từ ngay cái chỗ mà mình có cơ hội này nè. Mà tại sao mình không mang một bộ mặt vui vẻ, mình không mang một cái tâm rộng rãi để cho người ta ăn. Thí dụ như quý thầy quý chú làm việc đói mệt,
mình thấy bữa nay làm công việc mệt, mình quan sát, mình là người trưởng ban, mình quan sát, quan sát mình biết bữa nay làm mệt nè, bữa nay thay chậu nè, ginh nè, thay chậu nó nặng nề nè, à, bữa nay đổ bê tông nè, mà tới giờ này mà chưa thấy về, hiểu không? Là mình bắt đầu là gì? Mình điện thoại mình báo cho cái người mà trưởng ban dẫn dắt, bữa nay mấy thầy mấy chú đi làm chắc về trễ hả, ăn cơm có khi giờ cơm nó trễ, ăn cơm nguội lạnh thôi, có nấu một nồi súp nước lèo cà chua, hiểu không? Nó xong vô đây bưng nồi nước lèo ra mỗi người hút miếng. Cái tâm của mình vậy đó, mình lo cho người ta vậy đó. Cái ăn tình đó nó mai mốt nó kết hợp vậy làm việc, hiểu không? Chứ mình quy tắc là nó có, nhưng con người mình phải trông ở quy tắc mà nó thông có tâm, ở trong có quy tắc mà nó có tình người, thì cái quy tắc đó được mình được người khác, hiểu không? Còn ở trong cái quy tắc mà nó cứng nhắc, chết cứng, người ta không ưa mình, thì giống như mình làm việc cho người trên mà làm cho người trên phải đi dọn rác, phải giải quyết vấn đề nhiều quá. Nên con người phải cần có trí tuệ ở trong Phật pháp là gì đó. Nó bất cứ cái quy tắc gì nó cũng phải có tình cảm, mà tình cảm mình phải nhìn sâu sắc cái tình cảm, thì con người mình sẽ làm việc trong quy tắc nó rất là đẹp tình đẹp lý, hiểu không? Người ta làm mệt quá trời, mà như mình đặt ra vai trò là mình đi, mà mình làm mệt mà ai lo lắng mình chút, mình cảm thấy vui lòng, thì đặt mình vào người ta mình sẽ biết, thì khi người ta làm mệt mình lo cho người ta một chút, cái đó cũng là cái tình con người đến với con người, như một đại gia đình đến với nhau. Nó, cái hành động đó đó nó mới thành công một cái đoàn thể, cái đoàn thể nó thành công. Nó ví dụ như mình là trưởng ban gì, khi có những lúc mình phải vui chơi với người ta, nhưng có những lúc quy tắc là phải rõ ràng liền. Người ta sợ mình là ngay cái tình người ấy, mình gần gũi được người ta, người ta thương mến mình, người ta sợ mình không vừa lòng người ta, nên người ta phải nghe lời mình để sống cho nghiêm túc và đàng hoàng. Cái này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn đó. Nó thật sự mà nói, cõi đời này thì con người chúng ta mình có làm bao nhiêu chuyện nó cũng không có vừa bụng người ta hết, nhưng mà mình nên làm hết với tấm lòng mình thôi. Những gì mình làm hết với tấm lòng mình là được rồi. Còn người ta hiểu không hiểu mình làm sao mà tròn vẹn, tại vì đâu có ai có tha tâm thông đâu, mà mình có thể biết được người ta đang nghĩ cái gì, nên người ta có thể hiểu lầm mình, đó là chuyện bình thường. Người trên hiểu lầm mình đừng có buồn, hiểu không? Tạo quý vị biết rằng, đừng có nói như quý vị, những đức mà có khi hòa thượng lớn tuổi vậy mà có khi mà hòa thượng mà làm cái gì mà hòa thượng mà làm không cần hỏi mình gì chứ. Hồi đó những đức ban đầu những đức còn cảm thấy bực bội, hòa thượng sao không làm không chứ, không bàn với mình chút nào chứ. Vậy mà ông làm giết mình có kết quả, vì sao? Hạ cái ngã, muốn làm ông kêu ra làm, muốn làm kêu ra làm, không cần báo trước. Báo trước gì? Báo trước mình đâu có thông minh, làm liền mình mới thông minh. Vừa kêu ra là mày, thì cái trực giác của người mình sẽ cao độ. Về sau mình luôn luôn có trực giác cao độ là hòa thượng kêu cái là làm được, kêu cái làm được, kêu cái làm được. Bây giờ những đức giảng mà trên TikTok 1 phút là từ đâu? Từ hòa thượng rèn mà ra. Bây giờ quý vị coi 1 phút người ta suy nghĩ ta cũng hết 1 phút rồi. Còn những đức 1 phút là một bài giảng, cầm một cái đồng hồ ngồi dưới, một người cầm, những đức ở trên, người đó đưa tay lên giảng, đưa tay lên giảng, đưa tay lên giảng, đưa tay lên nghỉ, đưa tay lên giảng, đưa tay lên nghỉ, giảng một chút 25 buổi. Kinh khủng không? Mấy chú mà ông ngồi dưới nói tao là tao sợ thầy luôn. Kinh khủng thiệt. Đưa tay lên là giảng, còn 5 giây đưa tay lên là kết luận 1 phút. Cứ như vậy 25 buổi cái rẹt xong, không ngưng 1 phút nào hết, mà mỗi một cái đề giảng đều khác đó luôn. 1 phút đưa lên TikTok, kết duyên trên TikTok, khỏi đi cắt buổi giảng của những đức nữa. Đúng không? Là từ nơi ví dụ như hòa thượng cặn gì làm mày, làm không báo gì trên cũng làm ngồi ghê viết, rồi tự nhiên cái trực giác cao độ nổi bật lên luôn. Cuối cùng làm mày, dạ làm ngon lành luôn. Nói thấy không? Bởi vì mình á, người dưới đừng có cái gì mình cũng đòi hỏi người trên phải bàn với mình.
Nếu cái gì người trên cũng bàn với mình trên thì mình sẽ ngã mạng lên liền, tăng trưởng sự ngã mạng lớn lắm. Hãy để cho người trên rèn mình, có những cái làm đi, bắt thử làm đi, làm đi. Dưới con người mà nó giỏi kinh khủng luôn, tại vì nó bị một cái sự bất chợt. Dưới con người mình tỉnh luôn. Ban đầu thì mình còn giật mình, nhưng sau này hết giật mình rồi. Hết giật mình là bình tĩnh rồi đó. Mà đến cái đạt cái trình độ đó thì đúng là quá hay. Thì quý vị mới cảm ơn. Đúng rõ ràng, nhờ người này rèn mà ra. Đó, sau này những đứa đâu có còn dặn bà thượng nữa đâu. Hồi xưa dặn một chút hết trơn dặn, nhưng sau này không có bao giờ mà dặn nữa trơn á. Rèn luyện giết rồi giờ ít phiền não rồi. Rồi gặp sự cố gì cũng nói sao con cũng cố gắng chịu đựng hết trơn. Rồi xong rèn được chữ nhãn. Thấy không? Nên tất cả các cô đừng gì đó, đừng có bao giờ trách những đức. Sao muốn làm là kêu làm mà. Vừa nấu ăn cái mai nấu đi. Xong 2 ngày nữa, ngày mai nấu. Mai nấu. Ừ, mai nấu. Hiểu không? Đúng không? Ban đầu cũng tức lắm nghe. Vô bếp nghe lấy thao nghe. Mai nấu. La lối sùm xong nhiều lần quá. Giảng cho nghe thêm tức khổ mình, viết ngồi suy nghĩ tức khổ mình. Không tức không được. Tức khổ mình. Trời ạ. Viết nghĩ tức rồi xong nấu. Dạ nấu. Nấu, dạ, nấu. Rồi mọi mặt được hết trơn. Lúc đó cảm ơn liền, nó công nhận. Bây giờ con giỏi là nhờ thầy. Thấy không? Báo cho trước rồi nói chi nữa bây giờ. Khi người ta diệt mình, người ta có báo mình không? Người thân mình báo cho mình. Bây giờ người thân mình báo cho mình, người ta diệt mình, người ta có báo cho mình không? Ví dụ như mà nói cái thời đánh giặc, có giặc nào báo cho mình là nó tiến quân qua không? Từ nơi đó mà cha mẹ mình phải rèn mình để khi mình gặp giặc thì mình phát triển được khả năng. Bản thân mình lúc bình thường thầy mình rèn mình thì lúc mà khi không có thầy mình mới đứng được. Nên đó mới thấy ra. Bởi vì những đức nói hòa thượng giúp mình. Ông la, ông ghề, ông mắng, ông làm này làm kia đủ chuyện. Đúng là ông dạy mình. Cuối cùng sau này mình mới tồn tại. Đại chúng phải nhớ. Đại chúng phải nhớ đó nghe. Hôm qua chủ nhật qua bên kia mấy ngàn người, 7:30 kêu đức qua đây tao biểu coi. Dọn được cũng đi thực. Dọn chỗ này cho ta ngồi cầu ô tập trung kinh đồ cũng đi thực đi ngồi. Ừ ngồi. Sắp chúng lại cho mấy đứa nít lên trên. Trời ơi bứng mấy cái bào này cũng khó. Được, để con qua con xử lý. Sắp một phát một 10 phút xong chánh điện luôn. Rồi thỉnh hòa thượng qua giảng. Có khi mình nghĩ hòa thượng ngồi nói chuyện này kia, thôi mình kiếm chỗ nào mình lánh, kiếm chỗ nào mình ngồi nghỉ đi. Ngồi đó nhức sống mệt. Bậy. Ngồi đó rồi sẽ thấy cái kết quả của nó. Mấy tiếng cũng có kết quả chứ. Cái kết quả là ngay chỗ nào mình nhìn ra thấy hòa thượng mình tội nghiệp. Tại vì sao? Một người 82 tuổi với người 42 tuổi. Người 82 tuổi mà ngồi 2 tiếng 10 phút. Không lẽ người 42 tuổi sợ? Nghĩ cỡ nào à? Tụi mình nhìn qua thượng mình thấy mình còn đau sống. Còn mình nhìn qua thượng nó tội nghiệp qua thượng 82 tuổi. Mà cũng vì người ta, vì chúng sanh như vậy mà ngồi chịu khó gì? Ngồi 2 tiếng 10 phút. Tự nhiên cái tâm nó tàu, nó vui, nó an lạc. Mình thấy mình cảm kích. Mình thương qua thượng liền. Còn không ngồi đó sao thương? Mình không ngồi đó là mình thôi có đâu có gì, đâu có gì đặc biệt đâu, ngồi làm gì. Quay phim là có gì coi lại thôi, không có đã bằng đâu quý vị ơi. Thì ngồi đó vị mới thấy cái kết quả của nó. Ngồi đó mình thấy mình tội nghiệp hòa thượng. Rồi lúc đó thầy trò nó mới thương nhau. Rồi lúc đó mình mới cung kính. Rồi lúc đó mình mới lắng nghe. Cái này quan trọng lắm á. Giống như ban đầu mà như la nhiều anh em đâu vừa bụng đâu. Nhưng mà mấy anh em làm vai trò chút xíu đi. Công việc mấy anh em làm chút thôi là mấy anh em sẽ hiểu à. Thì biết cái người trên họ nhiều cái khổ, nhiều cái khó. Lúc đó mình mới thông cảm, lúc đó mình mới thương. Rồi mình cung kính, rồi lúc đó mình mới lắng nghe. Chứ không phải giỡn đâu, trời con người mà nó đâu có dễ mà. Tự nhiên nó lắng nghe, nó cung kính đâu. Mà án tổ thì nó một phần cung kính mà được một phần lợi ích. 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Nhưng đức mà ngồi đây mà đụng chặn là giảng ầm ầm. Là phải trải qua bao nhiêu sự việc của nó chứ. Văn ôn võ luyện, rèn luyện quá trời.
ngồi nói chuyện một cái là nói là người ta nghe được liền, là phải rèn kinh lắm. Nó ngày nào cũng 3-4 buổi, đụng bao nhiêu Phật tử, tiếp khách có khi 2 tiếng mấy ngồi tiếp với cụ ô, tiếp xong mới có tiền. Ôi ôi, người ta ở xa người ta đến mà có khi mà người ta gặp mình mà mình không gặp nó kỳ dữ lắm á cụ ơi. Dù là mình không có ít có tiếp Phật tử nhưng mà bất chợt mình đang ngồi ăn cơm mà người ta lỡ không tiếp không được. Rồi thêm bây giờ chụp hình. Thấy không? Mình phải hoan hỷ, mình phải vui vẻ. Người ta ở xa khi người ta nghe pháp mấy năm giờ người ta lỡ không tiếp không được. Nên từ đó mà đại chúng phải biết rằng nó bao nhiêu việc mà tại sao vui? Vì mình biết được ý nghĩa của nó, sống có ý nghĩa, sống có lý tưởng. Con người ta sống trong cuộc đời này ai cũng có một lý tưởng, mà lý tưởng của người đời có khi thành đạt được thì trở thành cô đơn. Có một người này muốn làm vua, muốn làm tướng, ông phải trả một cái giá rất đắt để ông dẹp bao nhiêu cánh quân để ông lên làm vua và làm tướng. Khi ông dẹp xong phải sát phạt bao nhiêu con người thân bên cạnh ông, ông diệt bao nhiêu người thân bên cạnh luôn. Khi ông lên, bước lên ngai vàng, ông ngồi một cái thì lúc đó ông mới nói với người thừa tướng kế bên một câu rằng: nếu cho tôi chọn lựa từ thở ban đầu, thà tôi chọn làm một người dân thường để sống những ngày tháng bình yên, còn hơn là chọn làm vua mà bây giờ cảm thấy cô đơn, quạnh quẻ. Thấy không? Đó. Đó là cái danh lợi của thế gian. Khi mình mong muốn mình đạt được, mình thấy cô đơn. Tại vì khi có người ở thế gian mà mình hướng đến thành quả thì mình sẽ cố gắng. Nhưng đạt thành quả rồi không biết bây giờ hướng cái gì nữa, nên con người nó cảm thấy mất phương hướng luôn vậy đó. Nhưng mà mình hướng về thế giới cực lạc á, mình càng hướng thì nó càng an lạc, vì mình đâu có đi đến đỉnh. Mình càng hướng càng an lạc, mà mình về tới cực lạc thì mình càng tự tại. Ôi ơi, chỉ có hướng về cực lạc là thù thắng nhất. Hướng về cực lạc mới thù thắng nhất. Giống như hai người này yêu nhau 10 năm, tình cảm yêu nhau mặn nồng 10 năm, tàu ô nó thương đừng có nói nữa. Bữa nào mà không gặp nhau cũng như là 1 tháng không gặp. Thương nhau kinh khủng 10 năm trời rong rã. Có những đêm mưa gió bão bùng mà anh chàng này phải bước qua, lội qua bao nhiêu cái sông để gặp cô nàng. 10 năm trời lâm ly bi đát, mà cuối cùng cưới nhau sống có 2 năm ly dị. Thôi thật. Ngộ ghê. 10 năm yêu nhau mà cưới nhau chỉ có 2 năm ly dị. Hỏi câu, hỏi như Đức hỏi. Con hỏi thầy, tại sao vậy thầy? Tại sao 10 năm yêu thương và 2 năm ly dị? Những Đức nói, nó yêu hết trơn trong 10 năm, còn 2 năm sau là gượng để sống. Sao thầy nói giống quá? Đúng rồi, người ta ngày xưa người ta có yêu đâu, mà ta đến với nhau là ta bồi dưỡng từ gốc, nên nó phát cành lá, nên nó tồn tại cả đời. Còn bây giờ yêu là nó không có phát gốc, mà nó phát từ ngọn đi xuống gốc. Mà ngọn mà xuống gốc thì gốc không chắc, nên 10 năm yêu nó phát ngọn, 2 năm sống với nhau thì chấp gốc. Còn người ta đâu có yêu, nên người ta cắm từ cái gốc nó lên ngọn, nên gốc nó chắc rồi, cành lá hoa quả xum xê thì cây vẫn không ngã. Nên người xưa là ta bòi gốc, còn người bây giờ là bòi ngọn. Hiểu không? Những cái câu này hay lắm, để ý nha. Để ý đó, nên tu hành là từ căn bản mà ra đó, nghe chưa? Căn bản làm người là từ tâm cung kính cảm ơn á. Chứ đừng có bao giờ mang cái tâm không vừa lòng, không vừa bụng cái người lãnh đạo, nghe chưa? Đời đạo gì cũng vậy, đừng có mang cái tâm không vừa bụng lãnh đạo. Quý vị coi như phim ảnh câu chuyện, mà tướng ra chặn mà lính lát nhào vô để đỡ đạn cho người ta, mong tướng còn tồn tại. Tướng còn tồn tại là còn cơ hội. Tướng mà chết rồi là tiêu. Nên mình phải biết được cái tâm cung kính cảm ơn lãnh đạo. Từ đời đạo phải tâm mang tâm cảm ơn, cung kính. Thiếu tâm cảm ơn, cung kính là chết mình. Tại vì mình không đủ phước duyên bằng người ta. Mà thiếu tâm cảm ơn, cung kính là mình chết. Và thượng dạy những đức là rèn luyện mình đúng là từ từ mới cảm ơn được. Không phải dễ cảm ơn đâu quý vị. Phải có cái tâm lâu dài lắm. Phải nhìn nhận sâu sắc lắm. Rồi mới mang tâm cảm ơn được. Thì lúc đó đời mình đi tu mình mới có cái lãnh nhận, có kết quả. Nên những đức nói quý vị mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, siêng năng niệm Phật, rồi đem câu Phật hiệu niệm áp dụng trong cuộc sống cuộc đời. Không phải là niệm Phật mà không biết áp dụng cuộc sống, trời ơi trời. Nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo, cái nhân địa ngày sống mình cũng làm được một chút nào chứ. Chứ đâu phải là mình chạy vô cái thắt niệm Phật
10 ngày bước ra động quá, chạy vô chạy ra động quá. Vậy là mình không biết niệm Phật. Niệm Phật á, là niệm làm sao mà bản thân mình mọi cảnh mọi duyên mình đều vào được, sống được. Cái đó mới là người biết niệm Phật. Người đã biết niệm Phật lợi ích rồi là mỗi lúc mỗi nơi sẽ niệm Phật, chứ không phải là mình đi lên chánh điện 4-5 buổi. Tại vì cái chuyện này là của mình, tại mình có cơ hội lên chánh điện 4-5 buổi nên mình phải lên 4-5 buổi. Mà mình lên được 4-5 buổi, mình phải đem 4-5 buổi niệm Phật đó để mình áp dụng trong những tất cả hoàn cảnh mà mình đang được sống và đang được hưởng. Mang tâm cảm ơn và đối nhân xử thế, phải hiểu. Thì người này mới gọi là người niệm Phật có kết quả. Còn người lên trên chánh điện 4-5 buổi mà bước ra là phiền não không, bước ra là khó chịu bực mình không à, vậy thì người này không biết niệm Phật. Niệm Phật biết là ngay chỗ nào đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, chỗ nào không phải điều chỉnh lại. Con đường của mình sống là chính mình sửa, đường này mình đi mình sửa, công chỗ nào sửa chỗ nấy, hư chỗ nào sửa chỗ nấy. Đâu phải con đường mà tự nhiên sửa cái là được liền, mình phải có thời gian sửa từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Thì con đường này của mình từ từ nó tốt. Nên học đạo là gì? Đang sửa con đường mà mình đang đi đó. Nó sửa con đường mình đang đi đó. Đó, nên những đức nói rằng đừng có mang bộ mặt chết rồi để sống, nghe không? Từ hôm nay nghe đạo rồi nghe, mỗi hoàn cảnh nào cũng phải vui sống, niệm Phật. Nghe Pháp vui sống, niệm Phật, cầu giải thoát, không có khổ để sống. Nhớ, nhớ đó. Ai ung thư hay bệnh sida gì đó, bệnh gì đó, ung thư máu hay ung thư gì đó, bác sĩ dạy rồi, đừng có sợ, cứ sống lạc quan đi. Hãy sống ngày hôm nay, cho đặc biệt, đừng có sợ ngày mai chết. Ngày nay còn sống mà, mình nặng nề chi, hiểu không? Như vậy quý vị còn có cơ hội khỏe lại đó. Mà dù không khỏe quý vị chết nó cũng tốt đẹp, chứ đừng có nặng nề để chờ ngày chết. Những người ta không tu tội nghiệp người ta lắm. Ung thư mà ta nằm đó, ơi trời ơi, ung thư đau quá, làm viên chi vậy? Đổi lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Văn danh mà không cầu sanh cũng được lợi ích, còn hơn đau quá. Đau quá, ta mệt quá, nghỉ đi. Đau gì mệt thì ghê. Quay lại niệm có Phật hiểu liền. Ví dụ như cái bà này bà mắc đẻ đi, cái đứa bé ở dưới chùa đẻ ra mẹ nó lại 2000 lại Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà lại xong rồi bà đi lại bệnh viện đẻ luôn. Kinh thiệt. Sắp sửa đẻ không sợ, vô lại Quán Âm, lại 4 ngày 2000 lại, lại xong kêu xe chở đi luôn. Bà tự kêu xe chở đi luôn, bà lại bệnh viện đẻ luôn. Đẻ xong báo cho chồng biết. Anh ơi em đẻ rồi. Trời ơi. Kinh thiệt. Mà đẻ ra đứa con thọ nó dễ thương. Đừng có nói nữa. Nó vô chùa không bao giờ khóc. Nó dễ, đừng có nói mà nó đẹp, nó dễ thương gì đâu. Nó mà gặp Nhật Đức một phát làm nè. Nó ngộ thiệt ghê thiệt, mẹ nó nghe Pháp từ khi mang thai, đem máy niệm Phật suốt luôn. Nó gặp Nhật Đức làm nè. Nhìn nó gặp Nhật Đức là nhìn như nè. Nhật Đức đi phớt ngang nó nhìn như nè. Nó nhỏ xíu mấy tháng nó nhìn như nè. Nhìn theo Nhật Đức gì đó, viện kinh hồn. Đó đó. Mình con người mà nó, bà nói, Nhật Đức hỏi bà đẻ dễ không? Thầy ơi thầy, lại Quán Âm 2000 lại xong chưa gặn nữa chứ. Ẹt chạy ra luôn. Mấy đứa trước gặn muốn chết. Cầm hai cái tay cái sắt gịch xuống. Làm thấy ghê. Mấy bà gặn đẻ biết mà đúng không? Gặn thấy ghê lắm, có gì đâu mà đau đẻ. Vậy mà bà này bà lại 2000 lại xong đưa vô bệnh viện, vừa vô một cái ép. Chưa kịp gặm chạy ra cái dù. Thấy chưa, cái con tiêu nghiệp. Hiểu không? Những đức nói mấy cái bà mà đau bụng đẻ, mai mốt đừng có la lối sùm. Thấy không? Một là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
3 tiếng thôi, ẹt cho liền. Cái chữ tác á, chữ tác á nghe. Cẩn thận cái chữ tác là ra đó. Nam mô Quán Thế Âm, Nam mô Quán Thế Âm là giữ hơi, giữ lực. Nam mô Quán Thế Âm. Ta! Nam mô Quán Thế Âm. Ta! 3 cái ẹt. Mẹ tròn con vuông ngon lành luôn. Chưa? Môn giảng này ghê thiệt, thấy chưa? Ông thầy chỉ đẻ luôn. Chỉ giảng sanh được thì phải trẻ, phải chỉ sản xuất. Có sản xuất thì mới có giảng sanh. Hiểu không? Nó giảng xuất là nhân địa ở cõi đời thì mới hướng đến tới quả địa Như Lai. Nó, bây giờ mấy bà mà mang bầu mà biết tu, nghe lời tôi, vô trong cái phòng sanh, Nam mô Quán Thế Âm. Ta! Nam mô Quán Thế Âm. Ta! Rồi, 3 cái ẹt chạy ra. Mà có chừng đứa con nó chạy ra nó không khóc. Tại cái đứa con này nó không có đau khổ, nó chạy ra làm nè. Vô vánh rồi, đứa con cười rồi đấy chưa? Đó, nên hay chưa? Rất là hay, bệnh đau gì cũng vậy chứ. Niệm Phật, niệm Bồ Tát. Thế cái danh từ đó vào. Chứ đừng có đau quá. Hoặc là nhức đầu. Đau quá. Mình bây giờ đổi lại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Còn nằm đuối luôn nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhìn nó cũng dễ thương nữa quý vị. Đúng không? Thấy dễ thương ghê. A Di Đà Phật. Hiểu không? Đó, thấy không? Câu Phật hiệu không? Áp dụng cho mỗi lúc, mọi nơi luôn. Nó, giống như cái bà kia, bà Phật tử, bà nghe những đức giảng. Vì biết rằng, bà chạy xe ở ngoài đường lộ tự nhiên, nó quẹt vô chỗ nào. Nó cái đầu gối nó cà vào cái con lươn. Nó cà vào con lươn xong nó quất cái đầu gối, bể cái đầu gối luôn. Xong cái găng ngay chân đầu gối nó lòng thòng, nó ghê. Nó lòng thòng. Máu chảy, sùm. Máu chảy quá trời luôn. Cuối cùng mong ngoắt mọi người, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, bà niệm vậy đó. Người ta ngừng lại, trời ơi, nhìn cái đầu gối bà banh chành chung. Xong bà, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Người ta nói, thôi chị đừng có sợ bắn loạn vậy chị. Không, tôi niệm Phật mà bắn loạn gì. Người ta đâu biết niệm Phật là gì, tưởng nó bà này sợ có bắn loạn nữa. Chị bình tĩnh chị, chuyện đâu còn có đó, đừng bắn loạn. Chị nói, không, tôi niệm Phật đâu có gì đâu bắn loạn. Kinh khủng không? Đưa nó vô bệnh viện, bó bột đàng hoàng, nằm trong bệnh viện, nghe pháp bình thường, nhắn tin nhắn. Con thiếu nợ phải trả, nên con nằm trong bệnh viện, nghe pháp thầy bình thường, niệm Phật vui vẻ, không có gì đau khổ hết. Ghê không? Hồi sáng Nhân Đức nói chuyện, do thấy một cái cô này, cô đến chùa mà cô bị thất tình ở ngoài đời, vô chùa cô sống ủ rũ. Nhân Đức hỏi cô còn muốn sống không, thì cô nói là dạ còn muốn sống. Nhân Đức nói vậy thì cô sống những ngày tháng gì cô thấy vui không, cô nói dạ không, thất tình sao vui thầy. Xong Nhân Đức mới nói với cô là đừng mang bộ mặt chết rồi để sống, khổ lắm nhé. Có rất nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp nhiều thứ trái ngang trong cuộc đời, nhiều lắm. Có những người người ta phải chịu buộc ràng mấy chục năm. Nhân Đức thấy có những người nào là bị cha ghẻ hại đời, có những người bị cha ruột hại đời luôn. Rồi có những người đủ cái nghịch cảnh trong gia đình. Rồi đang khỏe mạnh gì tự nhiên cái bị tai nạn, gãy tay gãy chân, hay là bị sụi bại. Hay có những người đang giàu sang gì tự nhiên cái sự nghiệp tan tành hết, trở thành nghèo nàn. Rồi có những người danh tiếng đang ầm ầm, tự nhiên
chốc lát thôi tự nhiên mất sạch danh tiếng. Có nghĩa là những cái điều hụt hẳn khi đến với ta, chúng ta bất tử, trở tay không kịp, trở tay không kịp. Rồi họ phải sống những ngày tháng mà mang bộ mặt chết rồi để sống. Cũng nhờ Phật Pháp nó cởi mở, nhờ Phật Pháp nó cởi mở giùm cho chúng ta. Bây giờ mình đang sống mà mình mang bộ mặt chết rồi để sống thì có ý nghĩa gì đâu. Tất cả những gì mất mát ở trong cuộc đời này đều do nhân quả chiêu cảm, mà chính ta gieo nhân bây giờ gặp quả. Nếu như mình mang cái bộ mặt nặng nề để sống, khổ đau để sống, thì đó là cái trả nợ không vui vẻ. Mà nợ mà trả không vui vẻ thì nó cứ kéo hoài nợ, nó kéo đời này qua đời khác, nó kéo hoài luôn. Nên bây giờ mình nghe đạo mình hiểu rồi, mình mang cái bộ mặt vui vẻ để sống đi, chứ đừng có mang bộ mặt chết rồi để sống. Tại vì mang bộ mặt chết rồi để sống là nó vừa tổn đức, tổn phước, tổn duyên, tổn thọ mạng, mà không ý nghĩa gì khi chúng ta sống trong cuộc đời này. Nên từ cái cô đó mà bây giờ có cái buổi học tập này, có cái đề học lạ thường, từ xưa giờ chưa nghe cái đề học nào lạ. Cả có những người mà đi vào trong chùa tu, họ ở trong chùa họ tu đó, họ cũng âu sầu. Mình kêu họ thôi, nếu ở trong chùa tu mà âu sầu quá thôi về nhà đi. Họ nói về nhà càng âu sầu hơn. Vậy thì những đức kêu họ là kiếm chỗ nào mà mình vui vẻ mình ở, nói không thấy chỗ nào vui hết. Vì những đức kêu họ cộng trừ nhân chia, tìm ra chỗ nào vui nhất, họ nói ở đây là vui nhất rồi đó. Thấy không? Vui nhất mà đã là âu sầu, mà là âu sầu đỡ những chỗ khác, nên họ cố gắng ở. Nên mình gặp những cái trường hợp đó, mình nên cởi mở tâm tư, càng sớm càng tốt. Cũng như những đức gặp một cái cô này, cổ không có mệnh danh là vô duyên, nhưng mọi người thường cho cổ là vô duyên, nhưng cô không chấp nhận cô vô duyên. Xong rồi mọi người ai cũng tránh xa cổ. Cái cô gặp những đức, cô hỏi: dạ thưa thầy, con thấy con đâu có vô duyên đâu, mà sao ai cũng nói con vô duyên? Thì những đức nói với cổ, những đức hỏi cô giờ, nếu cô nấu ăn, cô là thợ nấu, cô nấu ăn, cô nói sản phẩm cô ra là ngon, mà người tiêu dùng là người dùng chê dở, mà cô vẫn khư khư là món nấu cô nấu ra là ngon, vậy thì theo cô kết luận, cô nấu cho người ăn hay cô ăn? Ấy, dạ nấu cho người ăn. Thì cho người ăn mà người chê thì là dở, khỏi cần nói giọng gió chứ. Còn cô sống để cho người kiểm định cô, người kiểm định cô mà đã là ai đa phần cũng nói cô vô duyên hết, vậy thì chắc chắn là cô vô duyên. Chứ làm sao? Tại vì phải chỉ 10 người mà 2 người nói vô duyên, mà 8 người không nói thì còn cơ hội. Còn nay 10 người ai cũng nói cô vô duyên hết, ai cũng không ưa cô chứ. Vậy thì cô phải xem lại, chính cô phạm lỗi ấy, chứ không phải là do tại người ta đâu, nghe không? Nên điều chỉnh lại. Cô hỏi Nhân Đức: vậy con hỏi thầy cách nào để trị bệnh vô duyên? Trả lại liền đúng không? Hỏi cách nào để trị bệnh vô duyên thì mình đã nói ra vậy rồi, thì bây giờ bác hỏi ngược lại là cách nào để trị bệnh vô duyên. Những đức nói bệnh vô duyên thì ít có thuốc trị lắm. Cảm số hò hèn thì có thuốc trị, chứ bệnh vô duyên này hồi đó chưa từng thấy có thuốc nào trị bệnh vô duyên. Mà cái bệnh vô duyên á, là cái thuốc nó trị là biết cái viên thuốc nào quý vị? Là cái viên thuốc mà chấp nhận mình vô duyên. Cái viên thuốc mà trị bệnh vô duyên là chấp nhận mình vô duyên. Là sao? Thầy nói con không hiểu nổi.
Nhưng Đức nói tôi nói khi tôi còn không hiểu gì bà. Cái duyên thuốc mà chị bệnh vô duyên là chấp nhận mình vô duyên. Có nghĩa là đa phần ai cũng nói mình vô duyên rồi. Thì thôi khoan, hãy đợi người ta nói mình vô duyên. Mình mỗi lần nói chuyện với ai là trước nhất mình nên mở đề trước. Chị, em từ đó giờ không biết cái nghiệp duyên gì mà em vô duyên dữ lắm. Nên khi em nói ra cái gì chị thông cảm giùm, tại em rất là vô duyên. Còn mình dở thì mình nói với mọi người là em rất là dở. Em làm em ưa nó hư bột hư đường lắm. Có gì em làm cái gì chị dạy giùm. Còn em lỡ nói gì phạm phải vô duyên, chị cứ la gầy em, giúp giùm em. Đó gọi là duyên thuốc trị bệnh vô duyên. Hiểu không? Hả? À, trị bệnh vô duyên bằng duyên thuốc đó đó. Không chấp nhận mình vô duyên mà trong khi người ta nói mình vô duyên. Mà mình vẫn không chấp nhận đó là kiêu ngạo. Kiêu ngạo ta đây. Người ta đã nói mình như vậy mà mình không chấp nhận, có nghĩa là mình kiêu ngạo. Mà đầu tiên nói với người ta mình vô duyên là mình hạ mình. Mà duyên thuốc hạ mình là trị bệnh kiêu ngạo. Mà đã là trị được bệnh kiêu ngạo thì trị bệnh vô duyên là chắc chắn rồi. Hiểu không? Đó. Cái duyên thuốc hạ mình nó quan trọng dữ lắm. Nên làm thánh, làm Phật, làm thiện cũng do duyên thuốc hạ mình mà ra. Duyên thuốc hạ mình đó. Đó. Còn không có duyên thuốc hạ mình thì chắc chắn là mình chịu thiệt. Hoàn toàn chịu thiệt thòi 100% luôn. Nó có cái bà đó, bà ngồi trước mặt Như Đức giảng pháp, mà bà thích nghe Như Đức giảng pháp lắm. Nhưng mà bà có một nụ cười mà mình không mong muốn trước mặt mình. Cũng cười. Dù như mình giảng người ta cười thì người ta cười được không? Xói động chút. Cười mà kiểu xói động, cười hứng thú. Còn bà mình giảng, bà cười gì nè? Người ta cười quá trời cười, còn bà làm nè. Cái gì đó. Tự nhiên mình giảng bả ngồi trước mặt mình bả. Mà bả ngay trước mặt mình làm gì mình không nhìn. Mình cũng đang hứng thú, mình vui khi mình giảng. Người ta chứ người ta hưng khởi, mình cũng vui, mình giảng. Còn bả ngồi dưới. Bà bốn lần mới hi. Ba bốn lần ngồi giảng mà lúc nào cũng chọn cái vị trí mặt tiền không mà cứ hi hoài. Ví dụ như người ta ha ha đồ, ta làm đồ nó làm cho mình giảng thích thú. Còn bà cứ ngồi ngay cái mặt mình mà hi. Mà bà hi xong bà trở lại trạng thái ngộ lắm. À, giống như bà nhái vậy đó. Bà nhái bà chọc ghẹo đó nè. Hi. Hi. Mà mình trên đây mình vui là nhìn bả là mình đơ. Cứ ngắt lại. Mình cười mình nhìn mặt bả là mình đơ. Mà mình ở đây mình giảng mình vui vui, bả dưới bả làm nè. Bả bị tật gì kỳ cục cái bả nhìn. Xong ba bốn lần vậy Đức nói, cô thông cảm giùm. Mai mốt cô đổi mặt bằng chỗ khác. Cái mặt bằng này đúng ra là cái giá rất là cao. Nó mới ngồi gây cái mặt tiền. Mà cô được ngồi ngay mặt tiền mà cô buôn bán không phù hợp. Hiểu không? Chợ là cái mặt bằng của người ta là mặt bằng bán vàng bạc hột sòn. Mà bà thuê cái mặt bằng này mà bà lỡ bà bán bánh cam. Thôi tôi mời bà qua bên đường hẻm giùm. Bà bán bánh cam bà đi gọi đường hẻm đi, bà thuê chứ mặt bằng cao giá dữ gì. Để cho cái người người ta bán kim cương hột sòn nó ngồi. Thì thấy chưa? Đúng ra là có cái duyên đặc biệt rồi. Nhưng mà ngồi trước cái nhân duyên đặc biệt mà lại cuối cùng chở qua đường hẻm. Đó là tại mình đó nghe. Không? Nên cái cuộc đời duyên phước là do mình tạo ra. Không? Chứ ai tạo giùm cho mình. Đó nên những người mà mình thấy mình thiếu duyên, thiếu phước thì cứ thường cho mình là thiếu duyên, thiếu phước đi. Trước mọi người đừng có tự hào gì chứ. Luôn luôn hạ mình chịu lép là thiếu duyên, thiếu phước. Cứ nói trước điều đó. Mà mình thường nói điều đó với mọi người thì mọi người sẽ tội nghiệp mình.
Khi nghe mình nói gì người ta tội nghiệp mình, người ta thương mình. Như mình nghèo mà mình nói mình nghèo thì người ta thương mình. Mình xấu, mình nói mình xấu người ta thương mình. Thì mình nói đặt lòng những điều đó thì ta thương. Mà người ta đã thương thì duyên phước nó tăng chứ làm sao. Nói, mình ít học mình nói mình ít học. Mình có cái khuyết điểm dở mình nói mình khuyết điểm đó dở. Mình nói thật lòng đi người ta thông cảm cho mình. Còn mình đã dở rồi mà mình còn che giấu, mình còn múa rìu có mắc thợ thì người ta đâu có thích. Nó nên từ nơi đó mà cái hành động của người tu mình mà để giải tỏa cái nghiệp duyên hay, rất là hay. Giải tỏa được chứ không phải không được đâu quý vị. Nó nên cái điều mà để mà hóa giải cái nghiệp vô duyên là hạ mình. Hạ mình và thấy rõ mình là người thiếu duyên nên không ai đồng tình mình. Thí dụ như mình làm việc đi mà mình đi làm đâu người ta cũng dự bụng mình. Mình làm với ai người ta cũng chịu mình. Thì lúc đó mình mới hạ mình xuống. Xin lỗi mọi người. Là tôi không được đặc biệt. Dở quá. Xin mọi người cho tôi cơ hội. Nếu như việc gì tôi cũng không làm được hết. Thì phước duyên đâu mà ở chùa. Nên xin mọi người giúp cho tôi. Cho tôi cơ hội. Những cái gì tôi sai, tôi sẽ sửa. Chỉ có cái hạ mình vậy thôi đó. Mà bắt đầu là phước duyên nó phát triển liền. Phước duyên theo đó mà nó tăng lên. Nên cái này là 100% luôn. Như quý vị thường nói những đức, nghĩa là những đức thường nói mà quý vị nhớ. Ngày xưa hô, thường nói hoài, thấy không? Mà rõ ràng nghe người tu mình nghe, nếu mà nhận thức được là ngay khuyết điểm nó chuyển thành ưu điểm, cái khuyết điểm nó trở thành ưu điểm, còn cái ưu điểm thì khỏi căng. Tại vì cái ưu điểm nó đã phát triển rồi. Mình phải biết là cái ưu điểm nó đã phát triển rồi. Còn cái khuyết điểm mà nó chuyển thành ưu điểm nó mới hay. Là mà mỗi con người chúng ta mình nên nhìn ra được khuyết điểm. Mà khi nhìn ra được khuyết điểm là mình sẽ chuyển khuyết điểm thành ưu điểm. Thì khi khuyết điểm mình thành ưu điểm hết hoàn toàn thì con người mình đa phần là ưu điểm. Đa phần là ưu điểm. Đúng không? Mà nó đa phần là ưu điểm thì phước duyên nó dậy chứ thì sao? Nó thì những đức hồi đó là những đức bị khuyết điểm là mình cứ nặng nề với mình hô. Mình không có dám cừ. Mà nó mắc duyên luôn nghe chợ. Mắc duyên luôn vậy đó. Mà từ khi mình chấp nhận mình hô là tự nhiên mình thoát khỏi cái hô liền. Nhưng hô nó còn không? Còn. Nhưng mà mình lại thoát khỏi cái tâm hô. Thấy không? Đó là khuyết điểm mình bị bó buộc. Mà mình cỡ mở chỗ đó ra. Nó trở thành ưu điểm. Những đức là nói thật là từ ngay cái hô mà thành viên. Hô mà thành viên vì sao? Vì cái cõi đời này hô cũng không có ít. Cũng nhiều hô lắm. Nhưng mà người ta nghe ngay mình mà người ta thoát được cái tâm hô. Mà ngay mình mà thoát giùm cho người ta nhiều cái tâm hô. Từ nơi đó mà nó thành ưu điểm. Cái này quan trọng dữ lắm. Nó rất là quan trọng luôn. Nên tại sao mà mình giảng pháp mà mình thường nói cái khuyết điểm của mình? Tại vì mình nói cái khuyết điểm của mình thì nhiều người trong cái cuộc đời này họ hư nhiều lắm. Hư nhiều hơn đúng. Trong cuộc đời này người hư nhiều hơn người đúng. Người trì giới ít hơn người phá giới. Không? Nên mình nói qua những cái phản hư á, thì những cái người á, mà ta hư là ta có cơ hội leo lên. Ta có cơ hội ta leo lên. Khi người ta leo lên được thì người ta sẽ được như mình. Như mình ngày xưa mình hư, mình được có cơ hội. Bây giờ mình nói mình hư để cho cái người hư người ta có cơ hội người ta leo lên. Khi người ta đã có cơ hội leo lên rồi đó thì nhờ từ ngay mình mà giúp người ta phấn đấu. Thì từ nơi đó mà khuyết điểm của mình nó trở thành ưu điểm hết. Quan trọng lắm á. À, rất là quan trọng luôn. Nó tại sao mà những buổi chia sẻ Phật pháp những đức có nhiều người ta nói thầy giảng dễ hiểu. Nó rõ ràng, rất dễ hiểu luôn. Đó. Nên từ đó đó, mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, đừng có mang cái bộ mặt chết rồi để sống nghe. À, ôi ơi, chết là nhìn thấy ghê, mà đem cái bộ mặt chết rồi để sống, sống làm gì? Đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Hay gì đâu vào. Nguyện đem công đức này hướng
về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.